Sona, cẩn thận. Đứng dậy chạy tiếp đi chứ, sao lại không chạy nữa? Cái yêu nghiệt to gan, còn không mau dừng tay lại. Trảm khí diệt ma, phá. Có làm sao không? Ra là sư phụ, còn vẫn ổn. Thầy hãy mau qua đó giúp sư thúc đi. Nè sư huynh, bẻ cổ tên còn lại kia đi. Hai tên này đến từ trấn Kim Lăng, chúng chuyên đi làm hại người vô tội đó. Nếu các người đã thích như vậy thì đừng trách ta. Các người được lắm, thù này không trả, vạn kiếp ta bất sinh.